Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn trong số lượng doanh nghiệp của tỉnh hiện nay. Nhà nước đã ban hành pháp luật chính sách ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp có cơ hội phát triển, như luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghị định số 39 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhờ đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô và ngành nghề đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự phát triển của mô hình nuôi lợn rừng và định hướng xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường là nội dung trong mục Thương hiệu. Góc thật giả sẽ là những phần thông tin phân biệt kem chống nắng thật giả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay toàn tỉnh có hơn 8.000 doanh nghiệp, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ phận doanh nghiệp này có thế mạnh là bộ máy tổ chức quản lý sản xuất gọn nhẹ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đa dạng, khả năng ứng biến linh hoạt. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những mặt hạn chế như năng lực tài chính yếu, khả năng cạnh tranh không cao, còn thiếu kinh nghiệm trong khâu tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ cao. Những điểm yếu này đang được các ngành chức năng hỗ trợ tháo gỡ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển. Để hỗ trợ các doanh nghiệp này mở rộng tiếp cận thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Nhờ đó mà một số sản phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh đã xuất khẩu ra một số nước trên thế giới. Tôi là một trong những cái nhà máy được đầu tư đồng bộ nhất của khu vực miền Bắc, hiện đại, khép kín, từ khâu thu hoạch đến khâu sấy cho đến chế biến và đóng gói và đủ điều kiện xuất khẩu. Cũng được Sở Công Thương cũng thường xuyên để động viên và hỗ trợ để chúng tôi phát triển. Đặc biệt là cái xúc tiến về xuất khẩu đi các nước. Thì điển hình là chúng tôi đã thành lập 2 cái công ty ở châu Phi và văn phòng ở Nhật Bản. Thì đã đang và từng bước sẽ có những cái triển vọng rất là tốt trong thời gian tới. Từ những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ cao, các ngành chức năng của tỉnh triển khai, các doanh nghiệp đã kịp thời nắm bắt, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới được mở ra. Doanh nghiệp này đi vào hoạt động gần 5 năm với ngành nghề chính là sản xuất và cung cấp vật tư, thiết kế, lắp đặt trọn gói cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí, khu du lịch sinh thái. Công ty đã đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, vừa giải phóng sức lao động lại tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao. Để phát triển cái ngành nghề mới và hot như hiện nay ấy, là cái ngành về mỹ thuật kim loại trong inox thì bên em đã thuê những chuyên gia để về tư vấn xây dựng nhà xưởng, rồi là máy móc, rồi tư vấn thuê chuyên gia để về làm những cái quy trình hoạt động để cho ra những cái sản phẩm cao cấp như phào, thanh đẹp, UV, inox. Để đáp ứng được cho những công trình giải trí và những công trình trong khách sạn. Một khó khăn dễ nhận thấy của bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa đó là về nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án còn hạn hẹp, đặc biệt là dự án sử dụng công nghệ máy móc hiện đại cần nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn. Nắm bắt được nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước với vai trò là cơ quan quản lý về hoạt động ngân hàng, tiền tệ đã tạo điều kiện thuận lợi, đưa vào nhóm ưu tiên bao gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao để hỗ trợ tín dụng. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 1.256 doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dư nợ vay vốn tại các chi nhánh ngân hàng thương mại với số tiền là 13.645 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018. Khi mới triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá từ phía các doanh nghiệp cho thấy các ngân hàng đã tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, trong đó đã được hưởng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng thấp hơn 1-2% một năm so với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường. Trong quá trình chúng tôi thực hiện cái hồ sơ thủ tục để vay vốn thì đối với doanh nghiệp chúng tôi và cũng như là cái dự án này thì chúng tôi thấy là rất là thuận lợi. Thì bởi vì ngân hàng rồi các cái cán bộ người ta cũng sẽ đã hướng dẫn cụ thể và chúng tôi làm thủ tục cũng nhanh gọn. Trong một cái thời gian rất là ngắn là chúng tôi đã có thể giải ngân và thực hiện cái dự án xây dựng các cái dịch vụ du lịch để
hoàn chỉnh và nâng cấp một ngày một lên một cái tầm để đáp ứng cái nhu cầu của khách. Từ việc thực hiện có hiệu quả các chính sách tạo điều kiện, những năm gần đây, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô và ngành nghề đầu tư, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần giải quyết việc làm cho lao động. Được sự tạo điều kiện từ chính quyền địa phương, tôi cũng giúp đỡ được rất nhiều bà con trong địa phương có thêm công việc mới và thu nhập mới. Từ phụ thuộc từ cây lúa thì bà con chuyển sang từ thu nhập được từ những cái nghề phụ mới là thu nhập hàng ngày từ 100 đến 150 nghìn một ngày. Tôi cũng đã làm việc ở công ty mình được hơn 2 năm rồi. Tôi thấy mọi chế độ của công ty đối đãi với tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên trong công ty rất là tốt. Giờ giấc làm việc ổn định, phù hợp với lại mục tiêu của nhà nước đề ra. Trong môi trường làm việc thì cán bộ công nhân viên cũng như các sếp thì quan tâm rất là chu đáo tới đời sống cũng như là công việc của anh chị em công nhân. Còn thời gian thì công việc thì rất là đều đặn. Mức lương thu nhập của chúng tôi thì đạt bình quân từ 7 triệu đến 11 triệu. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, những chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh đã kịp thời tháo gỡ một số khó khăn để doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ, tìm hướng đi mới để ổn định sản xuất, phát triển bền vững. Nhắc đến huyện miền núi Nho Quan, nhiều người nhớ ngay đến thương hiệu thịt lợn rừng với hương vị thơm ngon đặc trưng ít nơi nào có được. Nhiều địa phương trong huyện đã khai thác thế mạnh về diện tích đất đồi, núi lớn để phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng đem lại hiệu quả cao. Lợn rừng là giống lợn bản địa, lông đen, mõm dài. Đây là giống lợn có sức đề kháng tốt do được rèn luyện trong môi trường tự nhiên, chủ yếu được chăn thả ở ngoài vườn hoặc trong các chân núi. Khác với lợn trắng thường nuôi nhốt trong chuồng trại, phần nhiều dựa vào thức ăn công nghiệp, thức ăn của lợn rừng được lấy chủ yếu từ các loại cây cỏ có sẵn trong tự nhiên hoặc từ các sản phẩm từ nông nghiệp như ngô, khoai, sắn, cây chuối. Chính nhờ cách thức nuôi thả này mà thịt lợn rừng có hương vị đặc trưng khác biệt. Thịt lợn này thì nó cái thịt của nó thơm ngon mà nạc. Có nhiều nạc nó cái kiểu mình thả rong thả vây ấy. Nên là cái chất lượng thịt nó sẽ là tốt mà nó cái da nó giòn. Nó không như cái lợn kia. Do nuôi thả trong môi trường tự nhiên và bán tự nhiên nên thời gian nuôi một con lợn đến khi trưởng thành thường kéo dài cả năm mà trọng lượng cũng chỉ đạt khoảng 30 đến 40 kg. Nhưng bù lại giá thành lại cao, đạt mức 160.000 đồng 1 kg hơi, cao gấp 2 lần so với lợn thường. Khi kinh tế xã hội phát triển thì nhu cầu của thị trường đối với loại lợn này ngày càng tăng cao vì đây là sản phẩm đặc sản. Nhu cầu thực sự bây giờ là cao hơn trước kia nhiều. Ngày xưa nuôi có khi là cả năm bán một con hai con, nhưng mà khi tôi quay về tôi nuôi thì tôi bán xé hết. Lẻ thì cũng có nhưng mà thực sự số lẻ tao bán rất ít. Bán xe thì bán theo một mớ một ấy, thì nó được việc của mình hơn. Theo định hướng của Hội Nông dân huyện Nho Quan, dự kiến trong năm nay sẽ thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi lợn rừng tại xã Kỳ Phú, địa phương có nhiều hộ chăn nuôi. Mục đích cái thành lập cái tổ hội nghề nghiệp này, trong cái nhóm mà cái tổ hội nghề nghiệp là giúp đỡ nhau về cái kỹ thuật nuôi lợn này. Thứ nhất là giúp nhau về cái đầu ra, cái sản phẩm để bao tiêu cho nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mục đích lớn nhất là quảng bá cái thương hiệu, cái lợn sạch của xã Kỳ Phú. Tiềm năng về đất đai, thức ăn cho phát triển chăn nuôi lợn rừng là rất lớn. Xây dựng và phát triển thành công thương hiệu lợn rừng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở các xã của huyện miền núi Nho Quan. Hiện nay, chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng kem chống nắng của chị em phụ nữ tăng cao. Trên thị trường đã xuất hiện một số loại sản phẩm làm giả, làm nhái, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Sau đây, tư vấn viên sẽ chia sẻ một số thông tin giúp quý vị và các bạn phân biệt sản phẩm thật giả.
Tớ hỏi mấy nơi rồi. Xin chào tất cả các chị em. Hôm nay tôi xin giới thiệu và chia sẻ cho các chị em cách để phân biệt hàng thật và hàng giả của kem chống nắng tên gọi là Anissa đến từ đất nước Nhật Bản. Chỉ cần 3 đến 5 đặc điểm cơ bản thôi, các chị em chúng ta sẽ yên tâm không lo mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Và đây trên tay tôi đang cầm là hai tuýp kem chống nắng Anissa. Một bên là hàng giả, một bên là hàng thật. Về bao bì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy thì khó có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả bởi họ làm rất tinh vi. Giữa bao bì, tag mark và các phần quảng cáo phụ, đường link của sản phẩm gần như giống đến 99%. Nhưng có một mẹo rất nhỏ cho chị em chúng ta nhìn để nhận diện ngay từ bên ngoài bao bì vỏ. Đó chính là hàng công ty sẽ có một thẻ cào được dán rất ngay ngắn, cẩn thận ở phía bên tay trái của sản phẩm. Còn hàng giả là không bao giờ có, chỉ có bao bì cơ bản như này. Và bây giờ tôi sẽ bóc sản phẩm ra khỏi bao bì ni lông và chúng ta sẽ tiếp tục xem đặc điểm thứ hai để nhận dạng được hàng giả và hàng thật. Sản phẩm Anissa hàng thật, nắp và thân của sản phẩm bao giờ cũng đồng nhất một màu. Các cái chữ trên sản phẩm rất sắc nét và tinh xảo. Nhìn về phía đáy của sản phẩm, nếu như là hàng công ty thì họ sẽ dán rất là ngay ngắn và cẩn thận nên sẽ không bị chờm cái lớp màng phủ phía dưới đáy và sẽ lộ ra dòng mã vạch của sản phẩm. Còn hàng giả, nắp và thân của sản phẩm có độ lệch màu với nhau, dán không ngay ngắn, nhìn nghiêng chúng ta cũng có thể họ dán rất là hời hợt, dẫn đến có những đường gợn do dán ẩu và đặc biệt phía dưới đáy thì sẽ bị phủ chùm lên. Tất cả những kem chống nắng hàng giả đều bị phủ chùm phía dưới đáy bởi vì cái phần vỏ hộp không thể nào làm chi tiết và cẩn thận được như hàng Âu. Tiếp theo là đặc điểm thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra về chất kem ở bên trong của sản phẩm. Anissa nổi tiếng là một loại kem chống nắng dạng sữa. Chính vì vậy mà chất kem của nó sẽ có cái màu trắng sữa hơi ngả sang ánh vàng. Mà là hàng kem chống nắng của công ty thì khi mình nghiêng tay như thế này thì kem chống nắng của Anissa hàng thật sẽ đọng lại nguyên ở trên tay của mình. Còn hàng giả thì nó sẽ chảy thành giọt xuống phía dưới tay. Và tiếp theo là mình sẽ tán chất kem. Khi thoa hàng giả thì chất kem nó cũng loãng như là các kem chống nắng dạng sữa bình thường, nhưng sẽ để lại đó là gì? Tất cả các vệt kem lủn mủn trên tay trông rất là xấu mà không thể nào tan được ra và để lại những cái vệt loang nổ như tay như thế này. Còn hàng công ty khi thoa vào trong tay sẽ cảm thấy chất kem được thấm rất nhanh, rất mềm và có độ finish hơi bóng một chút. Đây chính là độ quang phổ cao của kem chống nắng mà các chị em đang tìm hiểu rất nhiều và mong muốn có một dòng kem chống nắng tuyệt vời. Đó chính là độ quang phổ cao và có độ thẩm thấu khô thoáng. Đặc điểm tiếp theo của kem chống nắng Anissa đó chính là mùi thơm. Mùi thơm của sản phẩm hàng công ty sẽ có mùi thơm rất nhẹ và tự nhiên, không hề có mùi hắc. Nhưng hàng giả thì mùi hương của sản phẩm sẽ có mùi hơi chua chua, khó chịu và giống như mùi nước xả vải bị để lâu ngày, rất khó chịu. Thông tin chia sẻ về kem chống nắng thật giả đã khép lại chương trình Công nghiệp và Thương mại kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!